tiệm cơm Truyền Ký, trong tiếng Quảng Đông đọc là Truyền Kỳ Phàn Tiêm, còn được gọi là quán ăn người Hẹ hoặc ca tròi. Nếu bàn về hương vị của từng cộng đồng người Hoa như Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Khách Gia, Hải Nam, vân vân, cũng rất khó mà phân biệt được khác nhau ra sao. Nhưng nếu ăn ở đây, bạn sẽ thấy rằng người Hẹ có một phong vị thật khác biệt, để khi thưởng thức rồi khó mà quên trong lòng được. Chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở một quán cơm mà mình tin rằng không chỉ riêng người Hoa Chợ Lớn mà người dân tứ phía đều biết đến quán này, đúng không nè? Đó chính là quán ăn Truyền Ký, Truyền Kỳ Phàn Tiêm, rất là nổi tiếng của người Hẹ. Vậy người Hẹ là gì, các bạn có biết không nè? Người Hẹ còn có tên gọi khác là người Khách Gia, tiếng Quảng Đông gọi là Hạt Ca Dành, là một trong ngũ bang người Hoa ở Việt Nam luôn. Hôm nay các bạn hãy cùng mình trải nghiệm một buổi ăn gia đình truyền thống của người Hoa xem có những món tiêu biểu nào nha. Hello, có này hậu sáng mai này tiệm xem phu đây. Siêu ngoài cái dịp qua là. Là có sáng mai để hay chỉ cho dành Quảng Đông dành thì hay. Hà cá dành lẹ. Hà cá dành, hà cá dành. Chỉ gấm hà cá. Tiệm cơm Truyền Ký của mình đó ra đời trong bối cảnh và thời gian như thế nào anh ha? Là thờ ông nội là bán ở ngoài, giống như ngoài đường. Rồi nếu mà lên tiệm là khoảng chừng 1955. Là bán ở ngoài đường là mình bán, cũng bán mấy món à. Sau rồi mới lên tiệm là có những cái món gà hấp muối, đậu hũ Đông Giang. Ngày xưa là chỉ bán cái món cải chua xào lòng. Một cái buổi cơm mà cơ bản truyền thống của người Hoa thì bao gồm những món nào anh nhỉ? Món gà hấp muối nè, đậu hũ Đông Giang nè, khâu nhục nè, là người ta thích ăn với trứng hấp ba màu nè, canh với rau xào. Đa số người ta tới là ăn những món đó, nhiều khi đã ăn nhiều món đó rồi người ta thay đổi món khác, những món bò mực tôm này nọ xào. Nghe hấp dẫn quá. Lát em sẽ trải nghiệm thử. Anh có một cái tiêu chuẩn đặc biệt khi chọn món ăn, khi chọn cái nguyên liệu để làm ra món ăn của mình không? Nguyên liệu là nhất là phải ngon, tươi ngon. Dạ, sạch sẽ thôi. Em thấy là tiệm ăn của mình rất là nhiều món, anh có thể nào đếm được hết nó là bao nhiêu món không anh ha? Nếu tính ra thì cũng khoảng 70 món. 70 mấy món. Vậy anh cho em hỏi là suốt 70 mấy năm nay á, thì mình có biến tấu qua cái mùi vị, hương vị không ha? Hay là mình vẫn giữ nguyên lại cái hương vị truyền thống của cái ngày bắt đầu luôn? Không, cũng có thay đổi, tại vì ngày xưa người ta ăn mặn nhiều nhưng bây giờ người ta lạc đảo xíu thì anh sẽ là không lạc, nhưng không phải là lạc quá. Nói chung phải vừa miệng khách hay chỉ khách thôi. Với lại phù hợp với sức khỏe người ta, chứ không nói như ngày xưa với bột ngọt nhiều quá thì bây giờ mình bột ngọt mình giảm lại, mình thay thế chút xíu cái này cái loại để cho nó hòa quyện lại, chứ thì ngày xưa thì chỉ sử dụng bột ngọt thì bây giờ ăn có hại cho sức khỏe người ta thì mình phải thay đổi lại. Em á, thì hay tới ăn cơm ở quán mình lắm nên là em biết cái món nào là bên mình là gọi là number one rồi, nhưng mà anh có thể chia sẻ với khán giả cũng là những người mà chưa thử qua cái món ăn mà ở tiệm cơm Truyền Ký mình là món nào mà gọi là đặc biệt nhất của quán anh không ạ? Đặc biệt nhất là món gà hấp muối với món đậu của Đông Giang với khâu lực là người ta hay tới ăn thường xuyên. Cái việc mà giữ gìn bữa cơm gia đình của người Hoa đối với anh thì nó có một cái ý nghĩa đặc biệt gì không? Cái ý nghĩa đó là thật sự là như là để cho người ta đủ họp lại giống như một gia đình để ăn cơm cho nó có cái tình thân vậy thôi, ấm áp á. Đúng rồi, người Hoa tụi mình thì rất thích là ngồi ăn chung thay vì mỗi người cầm một tô cơm. Cho em hỏi thêm là cái áp lực lớn nhất của mình khi phải gìn giữ lại cái tiệm cơm truyền thống là nó khó khăn như thế nào anh ha? Nó chung là mình sợ là ví dụ mình làm không mà làm khách thì khách không vui, không có khách thì mình buồn. Tại vì mình là người để quản lý mà mình để cái tiệm gia đình mà nó suy sụp là mình là người có lỗi với gia tộc của mình. Nên mình phải cứ luôn phải cố gắng để giữ gìn nó, mình phải phục vụ khách chu đáo. Cái điều mà khiến anh tự hào nhất về cái tiệm cơm gia truyền của mình là gì anh ha? Ông nội từ bên Trung Quốc qua, hai bàn tay trắng để lập lên sự nghiệp để dành cho con cháu tới ngày hôm nay. Cái điều mà anh tự hào nhất là ông nội để là cái tiệm cho con cháu bán xuyên suốt tới bây giờ là làm tự hào nhất. anh có cái mong muốn là truyền lại cái nghề này cho con cháu mình sau này không anh ha? Có nhưng mà cái đó tùy theo tụi nó lớn lên có theo nghề hay không thôi, chứ cái ý nguyện là mình phải bắt tụi nó theo nghề. Nếu mà con cháu của anh đồng ý tiếp nhận cái cửa hàng này á, thì anh cảm thấy như thế nào? Thì rất là vui mừng nếu mà tụi nó chịu theo, sẵn sàng dạ, đúng rồi. Cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ câu chuyện của quán ăn của mình cho em cũng như là các bạn khán giả. Chúc tiệm cơm của mình ngày càng phát triển. Chúc bà con sang gì hiên lộn, bầu bầu cô xin. Đó về con lại. Bữa ăn truyền thống luôn là một nét đặc trưng của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Nó phản ánh nét văn hóa và nghệ thuật tiềm ẩn trong từng hương vị, cách bài trí và nhiều yếu tố khác. Hiếm có quốc gia nào lại chịu khó chuẩn bị bữa ăn cầu kỳ, nhiều món, đủ kiểu chiên, xào, chưng, nướng, vân vân, đủ vị mặn, ngọt, chua, cay như người Hoa. Sự cầu kỳ và đa dạng của cơm kiểu Hoa không chỉ gói gọn trong những buổi cơm gia đình hoặc tiệc tùng. Ngay cả những buổi cơm vội vàng nơi hàng quán, người Hoa vẫn giữ nguyên phong cách ẩm thực khá tinh tế và phong phú. Những món cơm biến tấu như cơm chiên, cơm xào, cơm tay cầm cũng nhờ đó mà xuất hiện và phổ biến khắp mọi nơi. Các bạn ơi, vậy là 5 món đặc trưng nhất của quán cũng đã được dọn lên rồi nè. Món này là đậu hũ Đông Giang, tung con tàu phụ. Đây là món làm nên tên tuổi của quán, gà hấp muối, dìm cục cay. Còn đây là món thâu dục, cũng là một trong những món đặc sản của quán nha. Và món này là giò heo phá lấu, trong tiếng Hoa là lộ mỹ sugar. Đây là thú linh chiên giòn, cha chu tại trưởng. Và bây giờ mình sẽ ăn những món này và cảm nhận như thế nào nha. Đấy lý ra là buổi ăn truyền thống gia đình của người Hoa là phải cả nhà ngồi chung một cái bàn tròn như vậy nè. Mà bữa nay mình ăn một mình thôi. Cái phần đậu hũ này rất là đặc biệt, rất là ngon luôn đó các bạn. Cảm giác như là miếng đậu hũ rất là thấm gia vị nha, mà vẫn giữ được cái vị thơm đặc trưng của đậu hũ. Còn đây là ớt dùng thịt nè. Cái tương sốt rất là ngon luôn. Và bây giờ mình sẽ thử món làm nên tên tuổi của quán là món gà hấp muối. Cái gà hấp muối rất là thấm luôn, là nó rất là thấm muối vào cái tần sớ thịt gà luôn á các bạn. Ăn không rất là ngon, không cần chấm nha. Ăn chiên giòn. Cái sốt kẹo kẹo này không phải là nước mắm nha các bạn. Mình nghĩ nó có vị ngọt. Đúng vậy, nó là mật ong. Trong một buổi ăn truyền thống của người Hoa sẽ là nguyên gia đình sum vầy với nhau nè. Nhưng mà thật sự là mình ít khi nào mà có được cái cảm giác như vậy lắm. Bởi vì nhà mình chỉ có ngày xưa là chỉ có 3 người thôi, và bây giờ chỉ còn có 2 người à. Cho nên là ít có khi nào mà có cái cảm giác mà đúng kiểu người Hoa là cả nhà đều có ông bà nè, rồi ba mẹ, anh chị em ngồi chung với nhau. Nhưng mà cái mùi vị này rất là giống như cái mùi vị mà mình ăn 20 mấy năm nay do mẹ mình nấu nữa các bạn. Kiểu như là mình có cảm giác như là người Hoa họ làm món ăn, họ nêm nếm đều có một cái vị chuẩn mực giống nhau, gần giống nhau. Cái khâu dục khoai môn này rất là đặc biệt ở chỗ nào các bạn biết không? Đó chính là họ làm với lại chào đỏ của người Hoa. Một miếng thịt xen kẽ một miếng khoai môn, mùi vị rất là béo, rất là đặc biệt luôn á các bạn. Nói chung là ngon, ngon quá. Ẩm thực người Hoa từ lâu đã trở thành nét đặc trưng rất riêng của Sài Gòn. Những món ăn của người Hoa vừa ngon vừa lạ, vừa tinh tế, khéo léo trong khâu chế biến, đã lấy lòng biết bao nhiêu thực khách ghé lại Sài Gòn. Sự giao thoa, hòa nhập của ẩm thực người Hoa ở Việt Nam dễ thấy nhất là sự hòa quyện giữa hương sắc, mùi vị, xem trọng tính bổ dưỡng và phong phú trong cách chế biến các món ăn. Chính sự hội nhập đã giúp nền văn hóa ẩm thực của người Hoa nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng phong phú và đa dạng. thôi và mình vừa có một trải nghiệm buổi cơm rất là ngon miệng, đúng chuẩn truyền thống của người Hoa luôn. Nếu mà các bạn cũng mong muốn là có một cái cảm giác như là gia đình nè, ấm áp nè và những cái hương vị đặc biệt của những món ăn truyền thống trong buổi cơm của người Hoa thì hãy đến đây và trải nghiệm thử nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những điểm đến tiếp theo của Hoa Du Ký. Xin chào các bạn.